Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Unpad Computer. Cái thời điểm hiện tại thì mình hay gọi vui là mùa downtrend. Thì đây là cái khoảng thời điểm mà rất nhiều những bác nông dân xả những cái mẫu GPU, những mẫu VGA siêu rẻ ra thị trường. Chỉ cần nhìn qua giá thôi, anh em sẽ giật mình về cái độ rẻ. Vậy thì chúng ta có nên sử dụng những cái mẫu card đồ họa đó không? Những mẫu card đồ họa đã qua gọi là trâu cày. Thì có rất nhiều những ý kiến xoay quanh việc là có hay không việc mua sử dụng card đồ họa trâu cày. Thì cơ bản thì với những người nào mà muốn mua, bởi vì cái mức giá của nó quá thấp, quá hời, mua về chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Thế nhưng có những người lại quan ngại, không muốn mua bởi vì sợ là chỉ cần dùng một thời gian thôi thì nó cũng sẽ bị hỏng. Bởi vì đây cũng là một chuyện hết sức bình thường, một lý do vô cùng cơ bản thôi. Giống như mình khi mà mình tháo máy ra, mình lắp máy vào, đôi khi bấm nguồn nó còn chẳng lên. Thế nên những sản phẩm như VGA đã qua trâu cày rồi thì nhiều anh em sợ rằng khi mà rút ra cắm vào không cẩn thận, hỏng luôn thì chẳng biết kêu ai cả. Vậy thì cái cạc trâu cày thì có những cái phiên bản card đồ họa rất cao, thông thường thì sẽ là RTX 3090, 3080, thì một số mã thấp hơn thì cũng có thể có là 3060 hoặc là những dòng sản phẩm đầu bảng của AMD. Những cái mẫu card đồ họa này thì có cái sức mạnh tính toán bên trong rất tốt, thế nên anh em mới muốn mua về để có thể sử dụng chơi game. Thì khi mua card trâu cày, anh em sẽ đối mặt với một số những thực tế hay những cái rủi ro nào mà anh em có thể gặp phải. Đầu tiên là đóng lại chip, thì đây là một điều cực kỳ phổ biến. Những mẫu card đồ họa được đóng lại nhân GPU bên trong này, đóng lại VRAM nếu như chẳng may hỏng trong quá trình đào coi, thì mình chỉ cần nghĩ đấy thôi là cái chất lượng đã được đặt lên một cái dấu hỏi rất lớn rồi. Bởi vì đóng bằng tay không thể nào tốt bằng việc so với đóng bằng máy ở trong nhà máy được. Và nếu như cái sản phẩm đấy không qua sửa chữa thì cái vấn đề độ bền cũng đáng là để quan tâm. Bởi vì nhiều anh em hay so sánh đó chính là chúng ta chơi game cả ngày ở nhà so với trâu cày thì khác gì nhau? Khác rất nhiều nhá. Những cái bộ PC mà anh em dùng quanh năm, anh em có thể để cho nó chạy 24 giờ ngày cũng được, anh em không tắt máy cũng được. Thế nhưng cái việc chúng ta để cho máy hoạt động, bật máy lên để trong vòng chạy 24 giờ nó khác rất nhiều khi so với các đồ họa hoạt động liên tục trong 24 giờ. Ví dụ nhá, anh em một ngày anh em chơi game giỏi lắm thì được 12 tiếng, tức là các đồ họa thì mình có cho rằng là anh em hoạt động nhiều lắm thì 12 tiếng một ngày đi, còn đâu anh em có để đấy, nó cứ chạy bình thường thôi, nó mát mẻ. Thế nhưng khi mà để ở trong chuồng trâu, khi mà cày thì lúc nào cũng phải chạy hết công suất, tức là 100% liên tục trong 24 giờ và trong 365 ngày không nghỉ một lúc nào cả. Bởi vì cái lúc đấy cái độ bền của sản phẩm, cái nhân GPU có thể không sao, thế nhưng những cái tụ điện sẽ bị suy giảm theo thời gian. Bởi vì khi mà hoạt động lâu như vậy, cái vấn đề liên quan đến nhiệt độ tỏa ra và sẽ ảnh hưởng đến những thành phần linh kiện bên trong. Và cái nguy cơ thứ ba đó là nguy cơ từ chối bảo hành. Cái vấn đề này xuất hiện trên rất nhiều những trên mặt báo thôi, xuất phát bởi việc là những cái gọi là cái chuồng trâu ấy, nơi cắm rất nhiều card đồ họa có cái điều kiện đào coi không được tốt cho lắm, dẫn đến việc rỉ sét những cái thành phần linh kiện xung quanh, thế nên bị từ chối bảo hành. Về mặt lý thuyết ra, nếu như anh em nào mà không sợ cạc hỏng hoặc là không quan tâm đến độ bền và chỉ muốn mua một sản phẩm có mức giá rẻ, hiệu năng cao về để trải nghiệm thì hoàn toàn có thể mua nếu như anh em nào mà không sợ. Còn những anh em nào mà cẩn thận hơn thì có thể mua những cái sản phẩm mới hiện tại. Mình sẽ lấy ví dụ như kiểu RTX 3060, trước cái khoảng thời này cũng khoảng 1 đến 2 tháng thôi, mức giá là khoảng 10-12 triệu cũng nơi bán cao thế. Nhưng bây giờ mức giá của RTX 3060 đã giảm rồi. Vậy thì theo anh em, chúng ta nên mua cạc cũ để tiết kiệm chi phí hay mua cạc mới để có thể có tính an tâm khi sử dụng? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới bình luận của video. Hẹn gặp lại anh em trong video sau. Mình thì mình vẫn dùng cạc cũ của mình thôi, mình chưa bán.